Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop Thảo Công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 496 ạ. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô máy gồm có là 30 máy nha mọi người. Có size từ size 1.000 đến là 10.000 ạ. Và giá báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship có toàn quốc. Và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua cái số điện thoại là 0974088309 và kết nối Zalo bên em thông qua cái nick Zalo là 0766609682 nha mọi người. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây có nè. Thì máy số 1 ở đây có đây là một con máy của Shimano. Đây máy này là dòng ngoài Shimano Alpha Navi 1000. Máy này tên của máy 1000 và size thật của máy này tầm size khoảng 1.500 nha mọi người. Tên của nó là 1.000 nhưng mà size thật của nó là tầm 1.500. Dòng này thì mô bên sóng này, cối bằng kim loại. Nó bị băng cái thông số cước ở đây mất rồi. Alpha, tôi nước Alpha 2.000 thì size thật của nó là 3.000. Con này tầm mà size 1.500 đến 2.000. Máy nó ngoại hình nhỏ thế này. Cối bằng kim loại, thân và tay quay thì bằng carbon. Thân bằng carbon nhá, tay quay nhôm thế này. Con này thì ngoại hình khá là sáng máy, sờn nhẹ thôi, đổi được tay quay trái phải. Mô bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, cối thì khá là ok, khá là sáng. Chỉ có mực in một vài vị trí nó phai nhẹ như này thôi. Shimano Navi Alpha 1000. Hoạt động của máy đây. Máy thì quay khá nhẹ luôn. Máy quay nhẹ, mượt và êm nha. Chốt chặn lại, hoạt động tốt. Máy quay khá nhẹ. Đổi được tay quay trái phải ạ. Là máy này là máy số 1 máy của Nhật nha. Máy số 1 này có giá là 350.000, máy nặng là 225g. Tiếp đó là máy số 2. Máy số 2 ở đây em có một con máy của Daiwa dòng Sprinter ST650. Con này thì cối là bằng carbon, cối dòng này là cối carbon nha mọi người. Thân và tay quay thì bằng kim loại. Đây con này ngoại hình cũng có trời xốp nhẹ. Máy thì khá là sáng. Máy này con này cái màu sơn bên ngoài nó trầm hơn một xíu nha. Mô bên sóng này lưỡi gào của máy vẫn còn. Cứ số 3 vào được 100m, con này xa 2.000 ạ. Đổi được tay quay trái phải, quang lên của nó đây. Máy thì cũng khá là ok, máy sáng, khá sáng máy. Và hoạt động của máy khá nhẹ nha, máy quay nhẹ mượt, chốt chặn hoạt động tốt. Máy số 2 là máy của Nhật, máy số 2 có giá là 300.000, máy này nặng là 290g. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 ở đây em có con máy Daiwa Jupiter 2.000. Con này thì cối thân bằng carbon, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải. Những dòng này chúng ta câu lua rê nhé, có tôm, có mực được, khá là ok. Còn thân bằng carbon nên khá là nhẹ máy. Mô viên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Cứ số 3 vào được 100m, size của máy là 2.000, con lăn của máy đây. Dạ cướp à. Hoạt động tốt, chúng ta đổi được tay quay trái phải, máy này thì size của máy là 2.000 ạ. Hoạt động, Daiwa này được sản xuất ở Thái Lan, xuất nhập, chốt chặn hoạt động tốt. Khá nhẹ mượt. Size của nó là 2.000 và máy số 3 là máy của Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Máy số 3 có giá là 300.000, máy nặng là 205g. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 ở đây em có là một con máy cũng của Daiwa dòng Regen S1500T. Con này size thật của máy. Máy này thì size thật là cứ số 3 vào được 65m. Con này size của máy là 1.500 nha. 1.500 theo tên của máy. Cối thân bằng carbon, tay quay nhôm. Máy này thì khá là mới, máy này thì vẫn còn nguyên một phần cước này, cước số 3 vào nè, đã vào được 50m này. Chưa mở ra sử dụng nha mọi người, con này thì chưa được sử dụng luôn, khá là mới đẹp nha. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, đổ được tay quay trái phải, con len của máy này. Cái phần gạt cước thì cái màu sơn nó hở phun cho nó gạt cước nó bị tróc nha, màu sơn thôi, màu sơn đen. Máy thì còn mới nguyên luôn. Cước vẫn còn đầy bên trong này. Cước cổ Daiwa rồi. Đổi được tay quay trái phải bình thường. Size của máy là tầm 1.500. Rất là mượt, con này mượt và êm luôn này. Chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 4 này là máy của Daiwa được sản xuất Thái Lan. Máy số 4 có giá là 380.000, máy nặng là 222g. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 thì giống như máy số 4. Ở đây ạ. Một bên sóng lưỡi gào của máy vẫn còn. Con này cũng cố thân bằng carbon nha. Con này nó bị mất cái nút dương cước ở chỗ này. Mất cái nút kim trước thôi. Có sờn, con này ngoại hình có sờn xếp. Dạ, size của máy con này size 2.000 nha mọi người. Con này thì size lớn hơn.
Regen S 2000 T, con này sao 2000, mô bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn đủ được tay quay trái phải, hoạt động của máy đó. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này bị mất cái nút liên cước nên nhìn nó hơi xấu tí thôi. Chúng ta có thể dùng một dây chung ta buộc lại cũng được. Đó sờn sớt. Và máy số 5 này là máy Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Máy số 5 có giá là 280.000, máy đa nặng là 227g. Tiếp đó là máy số 6. Máy số 6 đang có con Daiwa Regen S 2500T. Con này thì giống như hai con lúc nãy, cũng dòng Daiwa Regen S. Máy này thì size 3000 nha, cối thân bằng carbon, tay quay kim loại, mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Máy này thì cứ số 3 vào được 150, size của máy là 3000, em nhầm, con này size 3000 nha. Máy ngoại hình khá là mới, có sờn nhẹ xíu đuôi máy này. Sờn nha. Và máy này thì máy Daiwa Regen S, con này được sản xuất ở Nhật nha. Đây qua nhập, chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Máy quay nhẹ mượt em luôn ạ. Và máy số 6 này là máy của Nhật. Máy số 6 có giá là 470.000, máy nặng là 304g. Tiếp đến là máy số 7. Máy số 7 thì ở đây em có một con máy của Olympic, dòng Olympic Power Challenger thế này, CR700. Con này cối thân bằng carbon nha, tay quay và tay quay kim loại này. Một vài cái vị trí mực in nó bị phai màu thôi, còn ngoài thứ khá là sáng đẹp luôn. Mô pin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, cứ số 3 vào được 110, con này size vào được 110 mét thì size của nó là 2000, hơn 2000 một xíu. Máy thì cũng khá là sáng máy, hoạt động của máy đây. Máy thì quay rất là nhẹ nha, máy quay nhẹ mượt ạ. Cối thân bằng carbon, chốt chặn đây, hoạt động tốt. Và máy số 7 này là máy của Nhật, máy số 7 có giá là 300.000, máy nặng là 234g. Tiếp theo máy số 8. Máy số 8 ở đây em có một con máy Revisor X2B. Con này thì có Ryoto là 3.4, nhưng dòng Ryoto này nó nhỏ nhưng mà lực cản nó sẽ khỏe nha. Máy này thì rất là mới, máy này hầu như khá là mới luôn. Cối mới đẹp nha, thân cũng vậy, mới sáng. Size máy này tầm size 3000 nha, cứ số 3 vào được 200m. Nhưng mà dòng này cối nó hơi nhỏ, em báo size từ 2, size 3000 nha. Lưỡi gà của máy vẫn còn, mô pin sóng, gạt cướp đồ của máy rất là sáng. Như là con này máy mới, mới khá mới đẹp nha. Size của nó là 3000, hoạt động của máy này toàn thân bằng kim loại. Con này thì đây, quay lực quay bên trong rất là nhẹ nha. Những dòng này khách này đã từng xài những con này thì biết nó có lực quay nó rất là nhẹ. Nhưng mà nó không được nhiều vòng tua thôi. Đó. Quay dây vào hơi chậm một xíu thôi. Những con này người ta câu xong suối khá ok. Máy mới đẹp. Và máy số 8 này là máy của Nhật. Máy số 8 có giá là 420.000, máy nặng là 368g. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Simno dòng Ayalac 2000. Cứ số 3 vào được 100 máy, con này xa 2000 nha. Cối bằng kim loại, cối viền rất là mới đẹp luôn này. Đổ được tay quay trái phải, con Ryoto là 5.2. Con này chúng ta câu lua rê. Đó là ok. Thân máy thì có trầy sức nhẹ. Cái này con này thì cái màu sơn nó màu trắng sữa nên lâu ngày nó hơi bị ngã vào một xíu một vài điểm đuôi máy thế này. Đổ được tay quay trái phải bình thường nha. Rất là mượt. Con này nhẹ mượt và êm luôn ạ. Chốt chặn này, hoạt động tốt. Con lanh của nó này. Đó là ok nha. Đạt trước. Và máy số 9 là máy của Shimano được sản xuất ở Malaysia xuất nhập. Máy số 9 có giá là 450.000, máy nặng là 255g. Tiếp đó là máy số 10. Máy số 10 ở đây có con máy của Daiwa dòng Sprinter ST650. Con này thì khá là sáng máy. Cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Size của máy đây, cứ số 2 vào được 150m, con này size 2000 nha. Mọi người muốn biết size bao nhiêu nghìn thì cứ dựa vào cái thông số 150 này, tương ứng với cước số bao nhiêu thì nó sẽ là size bấy nhiêu. Khoen đầu dao của máy nó này. Và 150m mà tương ứng với cước số 2 thì 2000, mà tương ứng với cước số 3 thì là 3000, cứ như vậy mọi người tính lên liền á, sẽ ra size thật của máy á. Con này thì ngoại hình có sơn nhẹ thôi. Cái phần tay quay của máy thế này, tay quay này nó hơi bị tối màu, có một vài điểm nó bị oxy hóa như thế này. Đổi được tay quay trái phải nha, rất là nhẹ, dòng này cũng quay rất là nhẹ nha, nhẹ mượt xuống, chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường, máy này êm mượt nha. Và máy số 10 này là máy của Nhật, máy số 10 có giá là 280.000, máy này nặng là 246g. Tiếp theo máy số 11. Máy 11 ở đây có con Shimano Holiday Spin 1000. Con này thì cối thân bằng carbon, tay quay kim loại. Con này ngoại hình cũng khá là sáng, sờn suốt nhẹ thôi. Máy đẹp nha, con này cũng khá là đẹp. Con lanh máy đó, gạt cướp, hoạt động tốt. Mô pin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, đổi được tay quay trái phải bình thường, có sờn nhẹ thôi.
Khá là ok luôn. Tay quay của máy đây ạ. Size của nó là 1000 nha, máy này size thật 1000. Tên của máy luôn là con này chốt chặn là hoạt động tốt chứ. Và máy số 11 là máy Shimano được sản xuất ở Malaysia xuất nhập. Máy 11 có giá là 300.000, máy này nặng là 240 g. Tiếp theo máy số 12. Máy 12 em có con đai qua dòng ngoài Super Sprinter. Con này thì nước sơn của máy cũng khá là mới đẹp nha. Cối thì có hơi sờn nhẹ một xíu phần cối này, nhưng mà nó không có sâu lắm, không đáng kể lắm. Cước số máy này cước số 4 vào được 100m này, cước số 3 vào được 150m. Con này size 3000 nha. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, cối thân bằng carbon, tay quay nhôm thế này. Size của nó là 3000, khá là nhẹ luôn. Con này quay nhẹ mà, dòng này quay cũng rất là nhẹ. Chốt chạy đây, hoạt động tốt. Size của máy là 3000, máy số 12 là máy của Nhật. Máy 12 có giá là 370.000, máy này nặng là 238 g. Tiếp theo máy số 13. Máy 13 đem có con máy của Shimano cũng dòng Honda Spin nhé, nhưng mà con này là con có kim loại. Thân và tay quay thì bằng thân bằng carbon, tay quay thì bằng kim loại nhé. Con này ngoại hình có sờ, ngoại hình có sờ xước cối của máy đây, xước xước mảnh đây này. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, con này có kim loại này. Size của nó là 1000, con lăn của nó đây, con lăn khá là ok, gạt trước hoạt động tốt. Máy này có sờn xước nhẹ, đổi được tay quay trái phải bình thường, máy em khá là nhẹ, chốt chặn hoạt động tốt. Có rear tô là 5.2 nha, dòng này rất nhanh, ta câu lua rơi. Và máy số 13 là máy của Malaysia xuất nhập, máy Shimano được sản xuất ở Malaysia nha. Máy 13 có giá là 330.000, máy nặng là 257 g. Tiếp đó là máy số 14 ạ. Máy 14 ở đây có một con máy của Daiwa dòng Regen S 2500T. Cái này chỗ này nó hơi bị tróc, cái sơn nhẹ một xíu. Nhìn chung thì cũng khá là sáng máy, sờn mảnh nước sơn thôi. Size của máy, máy này size 3000 nha mọi người. Cước số 3 vào được 150m. Mô bin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, cối thân bằng carbon, tay quay thì tay quay nhôm, tay quay bằng kim loại nha. Gạt cước này, hoạt động tốt. Những thân như dòng này thì gọi là dòng các máy carbon cả nhé mọi người. Hoạt động của máy đây, khá là ok đây. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Size của máy là 3000, máy cũng khá là sáng. Và máy số 14 là máy của Nhật nha. Máy 14 có giá là 460.000, máy này nặng là 303 g. Dòng Daiwa Regen rất là nhẹ. Tiếp đó là máy số 15. Máy 15 ở đây em có con Daiwa dòng Sprinter Extra 900B. Con này thì mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, máy rất là mới, con này mới đẹp. Cái sơn của máy rất mới sáng luôn. Có cá sờn nhẹ xíu thế này thôi. Cước số 5 này, cước số 4 vào độ 190m, cước số 5 vào độ 150m, cước số 6 thì vào 120m. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, cối thân bằng carbon, tay quay nhôm. Con này size 5000 nha mọi người, cước số 5 vào được 150, size 5000. Máy này khá mới luôn. Mô bin sóng chốt chặn hoạt động tốt, khá là êm. Con này quay êm mượt. Đây, máy này cái chân bát này nó bị tróc cái sơn xíu này. Đấy, cái phần chân bát để hơi bị mẻ nhẹ xíu xíu cho trong bát này xíu sao đó. Và máy số 15 là máy của Nhật. Máy 15 này có giá là 550.000, máy này nặng là 314 g. Sao của máy 5.000, máy này rất là nhẹ luôn. Tiếp đó là máy số 17. Máy 17 ở đây có con Daiwa Regen S nữa, 2500B. Mô bin sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn, đổi được tay quay trái phải. Máy này cũng khá là sáng máy. Con lăn của máy đây, gạt cước ạ. Đổ được tay quay trái xả bình thường nha. Máy khá sáng mới đẹp. Mô bin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Size của máy này là 3000, cước số 3 là vào được 150m. Sức kéo là 2,7 kg, 3,6 kg, 4,5 kg, tối đa 4,5 kg nha. Size của nó là 3000, cước số 3 vào được 150. Máy khá là mới đẹp, hoạt động của nó đó. Những con này câu lua rơi, câu có lóc rất ok luôn. Chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 6 này là máy của Nhật nha. Máy số 6 có giá là 470.000, máy này nặng là 302 g. Tiếp đến là máy số 16, lúc này là máy 16 nha. Còn đây là máy số 17.
Máy 17 em có một con máy Shimano Navi GT Alpha 2000. Cái này nó một dòng giống như máy số 1 lúc nãy nha. Máy này thì mới. Đấy mà máy này là mới cứng luôn nha. Hầu như là sử dụng rất là ít con này. Mới đẹp, dòng dòng cối dài này. Túi số 3 vào được 5,5. Xa 3000, mô bin 6 lưỡi gà của máy vẫn còn. Cối máy mới sáng đẹp luôn nè. Trong là máy đẹp, sáng. Hầu như là sử dụng rất là ít. Và mô bin 6 lưỡi gà của máy vẫn còn, đổi được tay quay trái phải, gạt cước của máy còn lại rất là mới, online. Mới đẹp. Gạt cước ok nha. Quay nhẹ mượt. Dòng con này giờ có dài, có bằng kim loại thân và tay quay từ bằng carbon. Máy số 17 là máy của Nhật, máy 17 có giá là 550.000, máy này nặng là 300g. Tiếp theo máy số 18. Máy 18 ở đây em có con Ryobi, dòng Ryobi RX01. Con này là xa tầm khoảng là 4.000 nha mọi người. Bởi vì dòng nó không có thao ghi thông số cước nên em báo lúc nào cũng sẽ trừ hao sai hơn cái sai thật của nó. Con này thì ngoại hình cũng có hơi sờn sờn nhẹ một xíu. Đổi được tay quay trái phải, cối bằng carbon thân và tay quay bằng kim loại, mô bin sóng này. Lưỡi gà của máy vẫn còn, con này con lăn rất là sáng đẹp luôn. Gạt cước nó còn khá là mới. Tay quay của máy con này, tay quay cái chỗ này nó hơi bị oxy hóa nhẹ một xíu chỗ tay, chỗ này. Quay rất là nhẹ nhé, con này nhẹ mượt em luôn ạ. Chốt chặn, hoạt động tốt. Quay khá mượt. Máy 18 là dòng máy hàng nội địa, máy 18 có giá là 320.000, máy ra nặng là 320g luôn ạ. Tiếp đến là máy số 19 á. Máy 19 ở đây có một con máy của Shimano, dòng Shimano Navi 4000 thế này nha. Chạy bằng 3 bạc đạn, máy này là một con máy đua chuột, rất là mới đẹp. Con này hầu như giống như hàng sắp tay luôn ạ. Mới sáng nha, chạy bằng 3 bạc đạn. Cối khá là đẹp. Mô bin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, đổi được tay quay trái phải, mà có ok, cốt của máy này. Máy này cốt cũng khá là lớn. Đổ được tay quay trái phải, máy này là một con máy đua chuột. Chạy bằng 3 bạc đạn, máy rất là mới và sáng đẹp, máy của Shimano, dòng Shimano Navi, con lăn của máy đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Đây là máy này mới, em những con mới thì em sẽ view nhanh thôi. Hoạt động của máy, mượt, nhẹ, êm luôn, chốt chặn, hoạt động tốt. Con này bật chốt chặn nó không có tiếng kêu gì cả nha mọi người, bật chốt chặn đi. Là không bật chốt chặn thì cũng không có tiếng kêu nha, rất là êm máy luôn. Là máy số 19 là máy của Shimano, được sản xuất ở Malaysia, xuất Nhật. Máy 19 có giá là 800.000, máy này nặng là 372g. Tiếp theo máy số 20. Máy 20 ở đây em có một con máy Shimano, dòng MIRI 100. Tên của nó là 100 nhé. Con này cũng vậy, khá là mới, đẹp. Máy này nó sơn mới, sáng, con lăn cũng vậy. Con này cái tay quay cũng khá là đẹp nè. Cước số, con này thì xa tầm khoảng 5.000 thôi. Cước số 5 vào được 175m nè. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn 5.000 đến 5.500 một xíu. Đá trừ hao 5.000 nha. Gạt cước của máy này hoạt động tốt. Con này máy khá là mới sáng nha. Size của nó là tầm 5.000, 5.000, 5.500. Chốt chặn hoạt động tốt. Con này thì cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Quay rất là nhẹ luôn ạ. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy hoạt động ok. Máy số 20 là máy của Nhật, máy 20 có giá là 470.000, máy này nặng là 405g. Tiếp đến là máy số 21. Máy 21 ở đây có một con máy Olympic dòng Grand Yabara 200, tên của nó là 200 thế này nha. Con này thì khá là đặc biệt, con này luôn nè. Con này cảo khá là khỏe, dòng này. Thứ nhất là máy nó thiết kế nhìn cũng rất là đầm máy, chắc máy. Em cầm lên tay con này rất là chắc máy luôn. Ngoại hình thì cũng có hơi sờn, sờn nhưng mà máy khá là sáng. Mô bin sóng này có sờn nhẹ thôi, không đến nổi nhiều lắm. Có điểm này sờn khá mạnh. Nước sơn của máy có trai xuất nhẹ một vài điểm. Mô bin sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Mô bin sóng này có reto là 4.56, nặng là 487g. Cước số 6 vào được 170m. Là tha của máy tầm khoảng 6.000. Những khách này ra câu lua, câu lục đánh biển rất ok. Reto là 4.56 thì cũng khá là nhanh rồi. Rồi quay của máy này. Máy quay rất là đầm máy này. Đầm một máy luôn. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Máy này có chế độ bật tắt tiếng kêu nha. Con này là chế độ tắt tiếng kêu này. Thì khi quay chế độ hai chiều thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi bật chốt chặn này thì lúc này máy nó chặn chế độ này là chế độ nửa vòng nha mọi người. Và nó trả lại cái thanh lá thép chặn thứ hai của máy. Máy này có đến hai lá thép chặn ạ. Lúc này nó chặn nửa vòng và nó trả tiếng lá thép nó kêu.
còn khi em bật cái chế độ này, tắt cái chế độ này thì nó quay trở lại cái chế độ chạy bình thường, tốt chạy chạy tức thì đi. Máy này cảo rất khỏe, đầm máy máy này em cầm trong tay mua rất là đầm luôn. Những con này hầu như là em bán cả năm mấy năm nay, con này về lần đầu tiên đây, Grand Yabara Olympic khá là hay. Và máy số 21 là máy của Nhật, máy 21 này có giá là 700.000, máy này đang là 488 gram. Và hôm nay em có hai con, nhưng một con kia thì nó có vẻ nó xấu hơn. Tiếp đó là máy số 22. Máy 22 ở đây em có một con máy Daiwa dòng Sprinter ST850. Con này cố bằng carbon nhé, thân và tay quay bằng kim loại. Con này ngoại hình cũng khá là mới, sờn nước sơn nhẹ xíu ở đuôi máy thôi. Mô pin sống, lưỡi gà của máy vẫn còn, cứ số 4 vào được 150m. Con này size là 4000. 4000 là size 4000, 4500, 4000. Dòng này là chế độ và cước chuẩn thôi. Con khá sáng đẹp nha, con lanh của máy đó. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Hoạt động của máy đó. Máy khá nhẹ luôn. Máy này rất là mới. Máy nước sơn nhìn khá là sáng mới nhé. Con lanh của nó đây nhé mọi người. Và máy số 23 nè, máy số 22 là máy của Nhật, máy 22 cái giá là 380.000, máy này nặng là 373 gram. Tiếp đến là máy số 23. Máy 23 là em có một con máy của Rode. Dòng Rode này thì dòng này là dòng máy Nhật xuất Mỹ nhé, dòng này dòng xuất Mỹ. Lăn của máy này. Gạt cước hoạt động tốt. Cố là bằng carbon, thân và tay quay là bằng kim loại. Con này thì cũng có hơi sờn, sờn xước nhẹ một xíu. Đây. Có sờn. Nhưng mà máy nước sơn của nó vẫn còn khá là sáng luôn. Đổi được tay quay trái phải. Mô pin sống, lưỡi gà của máy vẫn còn. Tay quay của máy này. Hoạt động của máy này. Con này thì quay rất là nhẹ mượt nha, nhưng mà con này thì có vẻ bị xào bạc đạn, hơi xào bạc đạn một xíu. Nó có tiếng kêu nhẹ nhẹ xíu, chốt chạy hoạt động tốt. Size của máy tầm size tầm 5.500 đến 6.000, dòng nó không có thông số cước nên em báo trừ hao như vậy. Quay rất là nhẹ và có hơi xào bạc đạn một xíu. Size tầm khoảng 6.000, gần 6.000, 5.500, 6.000. Và máy số 23 là máy của Nhật, máy 23 này có giá là 380.000, máy này nặng là 440 gram. Tiếp theo máy số 24. Máy 24 của em có là một con máy của Olympic, dòng Olympic Challenger. Máy này thì cố bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Cái dòng này cái vỏ bên ngoài nó ốp bằng carbon thế này. Tay quay thì nó hơi sần sùi một xíu tay quay, nhưng mà cố rất là mới đẹp. Con này thì nó sơn cũng vậy, khá là ok. Trầy xước nhỏ nhỏ, sần sùi nhỏ nhỏ rồi nó sơn thôi. Cứ số 5 vào được 160m, con này size 5.000. Mô pin sống, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con lanh của máy đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải thông thường, quay rất là nhẹ luôn. Chốt chặn hoạt động tốt. Cái này cái tay quay nó hơi sần sùi như thế này một xíu. Size của máy là 5.000. Máy số 24 là máy của Nhật, máy 24 có giá là 360.000, máy này nặng là 388 gram. Tiếp đó là máy số 25. Máy 25 ở đây em có một con máy Daiwa Spotlight ST1. Máy này thì dòng ST1, dòng bắt đầu từ dòng của Spotlight, từ ST0, ST1 đến ST5. Toàn thân bằng kim loại, mô pin sống, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con lăn của máy đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Đổ được tay quay trái phải bình thường. Máy thì nước sơn cũng vẫn còn khá là sáng, tay quay của máy cũng vậy, khá sáng. Con này nó bị đóng muối nên em phải vệ sinh, em đánh nó ra, nó bị bay mất cái màu xi của nó một xíu nhé, màu xi bóng của nó. Nó vẫn còn đóng một ít muối ở trong cối này, mọi người về xả cước vệ sinh lại giùm em. Vì cái này nó vẫn còn cước nên em không có xả nó làm gì. Con nào mà nó cước cũ xấu lắm thì em mới xả nó bỏ, chứ còn cước vẫn thấy còn mới ok thì em để cho mọi người về xài. Chốt chặn là hoạt động tốt. Máy dòng ST1 này quay rất là nhẹ mượt luôn ạ. Và máy số 25 là máy của Nhật, máy 25 có giá là 550.000, máy này nặng là 503 gram. Con này thì size của nó là size 6.500, cước số 6 vào được 180m, size 6.500 gần 7.000 nha, cước số 7 vào được 150. Con này size 6.500 đây. Máy số 25. Máy số 26. Máy 26 là giống như con máy số 21 lúc nãy. Đây, con này thì ngoại hình xấu hơn nha. Có trầy xước. Mô pin sống này toàn thân bằng kim loại, cối của máy này nó có xước thế này. Nhưng mà chức năng hoạt động rất là ok luôn ạ. Con này nặng là 535 gram, cước số 6 vào được 220m, con này size 7.000. Mô pin sống này, lưỡi gà của máy vẫn còn, con lăn của máy đây. Gạt cước, hoạt động tốt.
chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy này thì size 7.000, con kia là size 6.000 nha. Con 22 lúc nãy. Nhưng mà con này thì nó ngoại hình nó xấu, tay quay nó bị bong này. Hoạt động của nó, đây là chế độ tắt rồi, chốt chạy của nó đây. Hoạt động tốt, rất là đầm máy, con này cảo khỏe, khỏe cực kỳ. Quay rất là mượt luôn nha, mượt êm. Chốt chạy này, hoạt động tốt. Nè, chạy tắt thì rồi. Đập tắt cái chế độ tắt kia thì lúc này nó chạy nửa vòng giống như con máy số 21 nha mọi người. Chạy nửa vòng. Và con máy số 26 là máy của Nhật, máy 26 có giá là 720.000, máy nó nặng là 581 của đàn. Con này ngoại hình xấu, tay quay máy, cối cũng có xước, xước như thế này. Đấy. Size của nó là 7.000. Tiếp đó là máy số 27. 27 ở đây em có một con máy Daiwa Spotlight ST4. Lúc nãy con 25 ST2, con này ST4. Con này toàn thân bằng kim loại, cối cũng khá là sáng, có sờn mảnh thế này. Cứ số 10 vào được 175 mét, con này size 10.000, mô bên sống. Lưỡi gà của máy vẫn còn, cối có sờn mảnh thế này nha. Đây, sờn của máy, tay quay của máy này. Máy này tay quay khá sáng. Nó rơi mất cái tem nhỏ đây, lát nữa em sẽ gia cố lại. Gà cước, hoạt động tốt. Cái tem nó nằm ở đây nha mọi người. Đấy, con này tem nó đầy đủ. Để coi nhẹ thôi. 36 này. Còn lại của nó, size của nó là 10.000, dòng này thì đầm máy rồi xài rất là mượt. Giá sướng khá mượt luôn. Đổi được tay quay trái phải bình thường. Chốt chạy nè, hoạt động tốt. Size của nó là 10.000. Và máy số 27 là máy của Nhật, máy 27 có giá là 880.000, máy nó nặng là 654 rồi ra. Tiếp đến là máy số 28. Máy 28 ở đây em có một con máy của Ryobi, dòng Linacaster EX5000. Con này thì dòng này dòng nó cối, cối nào cối nó dài nên nó cạn cối nhá. Nhưng mà ngoại hình kích cỡ nó rất là lớn, lớn nó sức tải nó bằng máy 10.000. Con này toàn thân bằng carbon, đổi được tay quay trái phải này. Con này thì cái vào cước ít thôi, cước số 6 vào được 200m thì tương ứng với size 7.000. Có Rio là 3.9, mô bin 6 này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Nhưng mà cái sức tải của nó rất là lớn, bởi vì những cái dòng này sẽ có hai cối. Một cối thì sống, một cối thì sẽ là cối chết. Con này thì sẽ là em vào được cối sống. Nó vào cước được cước số 6 vào 200m tương ứng với size 7.000. Size 7.000 thông số cước, còn con này sức tải 10.000 luôn. Máy rất là lớn. Đấy, lớn bằng con máy số 27 lúc nãy. Toàn thân bằng carbon, đổi được tay quay trái phải, máy rất là nhẹ êm luôn. Khách nào ta cần câu nhẹ, máy trọng lượng nhẹ thì chọn con này. Đó, ok. Đổi được tay quay trái phải bình thường. Gạt cước, hoạt động tốt. Size của máy này vào cước là 7.000. Và máy số 28 là máy của Nhật, 28 này có giá là 800.000, máy này nặng là 607 g. Tiếp đến là máy số 29. Máy 29 ở đây em có một con máy Daiwa XT30H. Con này thì bị rơi mất cái tem nhỏ phía bên chỗ này. Cối nông mô bên chết nhé, dòng là dòng cối nông mô bên chết. Máy này ngoại hình mới sáng, nước sơn máy cũng khá là sáng. Cối thân bằng carbon, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải. Những con máy này khách chúng ta không có đánh lục được, không có chọn. Những khách đánh lục không chọn con này nha, không có xả được ben, không dòng được cá. Những khách là câu gờn, câu rạn, câu sông, câu suối, chúng ta chọn con này được. Cứ số 6 vào được 160 mấy, con này size 6.000. Ở đây thì con này là size vào cước là 6.000 nha. Hôm trước em có một con size tầm khoảng là con nó size 4.000 thôi, con này size 6.000. Hoạt động ok, quay nhẹ mượt. Dòng này thì cuối năm cạo rất là khỏe. Có Rito là 5.1 nha, con này Rito 5.1. Đổi được tay quay trái phải bình thường. Chốt chặn ra, hoạt động tốt. Và máy số 29 là máy của Nhật, máy 29 có giá là 650.000, máy này nặng là 560 g. Tiếp đến máy số 30, máy cuối cùng. Máy 30 ở đây em cũng có là một con máy cối nông mô bin chết luôn ạ. Dòng này cũng vậy, cũng cạo rất là khỏe. Không có dành cho khách câu lục nha, khách câu lục không chọn con này giùm em. Hoặc là câu biển sang cá lớn không chọn được ạ. Cước số 5 vào được 200m, con này size cũng khoảng gần 6.000 một xíu. Size 5.000 em báo từ 2-5.000 đây. Gạt cước hoạt động tốt, tên em báo theo tên của nó luôn này. Super Aero 5.000, tên của nó. Dòng máy cối nông, một bên chết.
Ngoại hình thì nước sơn một vài điểm nó cũng hơi sờn, bởi vì cái màu thân thân carbon nhá, bám bẩn nhẹ nhẹ xíu này hả. Đổi được tay quay trái phải size của máy là 5.000. Dòng máy cổ nông, mô bin chết, dành cho khách câu gờn, câu rạn, câu sông, câu suối nhé. Khách câu lục hoặc là khách ta đánh biển xanh cá lớn thì không chọn được. Còn xả bên thì không chọn được con này, con này không có xả được bên. Cái reel tô là 3.8 á. Máy số 30 này là máy cổ Nhật, máy 30 có giá là 480.000, máy này nặng là 467g ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong luôn, gồm có là 30 máy câu của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974 088 309 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.